Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một chiếc Omega mới 100% và đây là một chiếc cũng khá là hiếm hàng và cũng rất là ít khi nó có sale off. Mẫu này là một mẫu Omega Aquaterra và sử dụng bộ thân được làm bằng vàng khối 18K AU750. Chiếc này của mình thì là full box new và nó sẽ có hai thẻ. Trong đó có một thẻ International Warranty. Các bạn có thể thấy cái mã của nó này 231 này, 5339 2108.001. Đó, và khi các bạn mua thì bên mình sẽ vào ngày bán cho các bạn ở trên cái thẻ này. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có là đây, các bạn có thể nhìn rõ đây là 4 năm bảo hành toàn cầu và bảo hành bên mình thì là 5 năm bảo hành bảo dưỡng 5 năm với sản phẩm là trên 100 triệu đồng. Đó là cái chính sách của ICS. Chiếc này là một chiếc có size rất là hợp lý với size là 38.5 mm. Mình sẽ cùng mở ra vào trên tay với anh em. Ở đây. Chiếc này của mình là một chiếc Omega Aquaterra với cái màu vàng yellow gold và rất là đẹp, là với chiếc đồng hồ này thì mặt của chúng ta thì cũng làm được làm mặt vàng óng luôn. Mặt của nó có cái màu vàng giống như phần thân, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có logo là Omega Seamaster ở góc 12 giờ. Tại góc 3 giờ chúng ta sẽ có đó là ô lịch ngày, và ô lịch ngày trên chiếc này thì được làm với cái nền màu trắng rất là hợp lý với cái mặt dial màu vàng này. Ở dưới góc 6 giờ các bạn có thể thấy rõ ngay cái dòng chữ là Master Coaxial Chronometer 150 m. Chiếc này là sử dụng vàng 18K AU750 và nó sẽ có màu là màu vàng chanh hay chúng ta còn gọi là yellow gold. Mặt dial của nó thì không được làm bằng vàng mà mặt dial được làm màu với cái màu rất là giống. Còn kim cọc số của chúng ta thì sẽ được làm bằng vàng khối giống như là cái phần thân này. Cả cái logo Omega của chúng ta cũng được làm bằng vàng khối luôn các bạn nhé. Với thiết kế của dòng Aquaterra thì mình không nói nhiều rồi. Chiếc này là một chiếc có size 38.5 và có độ mỏng vào khoảng tầm 12 ly. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ có đó là bộ máy là Master Co bộ máy Coaxial Escapement với cái mã của nó là 8501. 8501 thì nó là căn bản là một chiếc 8500, tuy nhiên là nó sẽ có thêm củ văng vàng và có thêm một cái cầu vàng này thì nó sẽ trở thành là 8501. Còn tính năng thì nó hoàn toàn tương đương với máy 8500. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 39 chân kính, có 25.200 tần số động và các bạn sẽ có 60 giờ tích cót. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái độ chống nhiễm từ rất là tốt, đó là 15.000 Gauss, giúp cho chúng ta có thể xử lý và để đồng hồ thoải mái được. Với cái balance wheel bằng silicone thì nó cái độ chống nhiễm từ của nó phải nói là rất tốt. Đằng sau này của chúng ta thì là nguyên siêu các bạn nhé. Chúng ta sẽ có những cái chuyện vàng được in ở bốn cái lắc này. Thì đây là chuyện cân tiểu ly này, chuyện đầu chó Beckna này, chuyện Omega AU750 và đây là serial number của đồng hồ. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa gập, và khóa gập này cũng là khóa gập vàng khối của Omega, và các bạn có thể thấy rõ là chuyện của nó được in ở mặt dưới khóa. Đó. Tag của nó cũng đầy đủ thông tin như là ở trên cái thẻ luôn. Chúng ta sẽ có một cái dây da, và dây da đây là dây da cá sấu các bạn ạ. Đây, dây da cá sấu được làm rất là chắc chắn. Chiếc Omega này thì sẽ có cái độ chống nước là 150 m và chúng ta có núm screw down cho nên là chống nước của nó rất tốt. Chiếc này có giá retail hãng lên đến là 18.700 đô, tức là khoảng tầm 450 triệu chưa thuế ship về. Còn với một chiếc mới như này thì bên mình bán có cái giá mức giá chiết khấu rất là tốt của các đại lý bên kia, thì với chiếc này thì bên mình bán là 235 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Seamaster Aquaterra size 38.5 này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em. Cũng trong đợt này thì mình cũng về được một chiếc Zenith rất là đẹp. Đợt trước mình đã về chiếc này và sau đó thì mình đã bán và các anh khách thì sẽ rất là thích cái chiếc Zenith này, và đợt này thì mình về thêm được một chiếc. Đó là chiếc Zenith thuộc dòng Espada. Thì đây là một chiếc đồng hồ với cái mức giá rất là tốt là khoảng 12.800 đô. Thì với 12.800 đô các bạn sẽ có một cái chiếc đồng hồ với thân vỏ vàng khối này. Mặt dial là mặt móc này, mother pearl này. Chúng ta sẽ có kim cọc 3 gate và bộ máy của chiếc Espada này là bộ máy 2 bit 36.000 VPH, rất là khủng. Đó, thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Zenith Espada này thì có thể liên hệ bên mình. Đó, hôm nay là chúng là mình có về được hai chiếc đồng hồ vàng khối mới về rất là đẹp. Chiếc Zenith này size 40 anh em nhé. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.